Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video lần này của tôi. Trong video lần này của tôi xin so sánh giữa hai dòng xe tải van mà hiện tại bây giờ nó phải nói là đứng đầu trong phân khúc. Đứng đầu tiên đấy là Suzuki Brivan hoặc còn gọi là Sucoq, và đứng sau ngay sau nó là Dongben X30. Hai dòng sản phẩm này, cái dòng sản phẩm Sucoq này nó có mặt ở thị trường Việt Nam tầm hơn 20 năm nay rồi. Còn đối với X30 thì nó mới vào thị trường Việt Nam được tầm 7-8 năm nay. Thế nhưng mà nó cũng đã khẳng định được chỗ đứng của nó. Các bạn nếu mà các bạn xem video này xong, để ý trên đường phố Hà Nội hoặc là những thành phố lớn thì Dongben X30 này chạy cũng khá là nhiều. Các bạn sẽ thường xuyên gặp phải con X30 này đang chạy trên đường. Tại vì cái tính đa dụng cũng như là cái khả năng vận chuyển hàng linh hoạt của nó trong phố. Thì cái việc hôm nay tôi so sánh ở đây thì không phải là nói cái nào tốt hơn cái nào, nhưng mà tôi muốn đưa ra được cái sự so đối sánh công bằng nhất, để khi mà quý vị các bạn có mặt hàng phù hợp cần vận chuyển hàng trong phố thì nên lựa chọn mặt hàng nào. Nhìn ở tổng quan thôi, nhìn tổng thể hai con này thôi thì các bạn cũng có thể nhìn ra được rằng khi mà các bạn chở hàng không cần cồng kềnh, các bạn hàng của các bạn nhỏ gọn, thường xuyên đi vào các ngõ hẹp thì con Suzuki này là sự lựa chọn duy nhất. Còn nếu mà các bạn chở hàng cồng kềnh thì con Dongben này lợi thế hơn, quang hàng nó rộng hơn, có thể nói là con Suzuki này có thể lọt khỏm ở trong lòng thùng của con này được. Mà cái chất lượng của con này nhá, mặc dù nó là thương hiệu Trung Quốc, thế nhưng mà chất lượng của nó cũng 7-8 năm nay rồi, không phải tự dưng mà nó chạy rất nhiều trên đường phố Hà Nội, trong tầm tiền nó chấp nhận được. Cho nên là khách hàng cũng đã ủng hộ nó vô cùng là nhiệt tình. Nó thuộc dòng bây giờ đối với một vài ngân hàng trả góp thì Dongben X30 này nó thuộc dòng xe có thương hiệu rồi, họ cho vay được 75-80% rồi đấy, chứ không phải là dòng xe Trung Quốc nữa. Nhìn qua về tổng thể, Berlin Van này nó dài 3m2, có con này dài 4m2, X30 nó dài hơn hẳn so với cả Berlin Van. Để mà tối ưu hóa được khoang hàng là Berlin Van này họ sử dụng cái thiết kế đầu vuông và bánh lái đặt ở dưới ghế lái, tức là người ngồi lái ngồi trực tiếp lên cái bánh lái này, nó như kiểu những con xe tải ngày xưa, con xe tải xe ben ngày xưa. Thì cái việc này là nó tối giản được cái khoảng cách từ đầu này đến người ngồi lái. Nó cũng có một điểm lợi, nó có một điểm hại, tức là nó tối ưu được cái khoảng cách của cái chiều dài của con xe. Thế nhưng mà nó cũng có cái điểm hại, đấy là khi mà bánh lái nó nằm ngay bên dưới ghế lái như thế này thì cái độ ồn, cái độ rung sóc của mặt đường nó không được tốt, gồ ghề của mặt đường nó sẽ tác động trực tiếp lên ghế lái và nó làm cho cái người ngồi lái nó sẽ cảm giác khi mà lái lâu thì nó sẽ có cảm giác là mỏi lưng và nó cũng hơi khó lái hơn một chút. Cộng với cả cái nữa đấy là khi mà chẳng may khi mà xảy ra va chạm thì từ cái điểm va chạm này đến cái vị trí người ngồi nó rất là gần, cho nên là cái lực tác động nó sẽ mạnh hơn khi mà với cái thiết kế mà đầu dài nhô ra về phía trước như này, kết hợp với cả hệ thống lốp là lốp không xăm, cho nên là nó êm ái hơn và cái độ rung sóc ở trên mặt đường nó phản hồi lên trên người ngồi lái là nó ít hơn, và khoảng cách từ điểm va chạm này đến đến người ngồi lái là nó xa hơn, cho nên là nó sẽ giảm được cái lực tác động, an toàn hơn cho người và thiết bị bên trong. Ngoài cái việc mà nó ngắn, nó thấp, tất cả mọi thứ để mà nó giảm giá thành xuống, nó phù hợp với người Việt Nam, phù hợp với cái khả năng đầu tư của người Việt Nam, thì tất cả mọi thứ của nó đều tiết giảm đi, nó rất là nhỏ và gọn và xinh xinh thôi. Như cụ thể như kiểu cái gương này, nó chỉ nhỏ gọn và đơn giản như này thôi, không chỉnh lòng liếc gì cả. Nó chỉ đơn giản như này và nó có thể xoay được, nó có thể xoay cụp được. Đây. Rồi các bạn muốn chỉnh nó xuống thì phải bẻ nó xuống như này. Nhưng mà được cái là nó rất là chắc chắn, đi nó không có độ rung đâu, nó không bị lỏng lẻo đâu. Khi mà các bạn chỉnh về đúng tầm rồi thì nó cứ thế nó để là đi được thôi, nó không phải thường xuyên chỉnh lại. Sang bên này các bạn nhìn thấy không? Cái gương chiếu hậu này nó có hơi hướng của cái dòng xe du lịch, được chỉnh lòng. Chỉnh lòng trong này rất là nhẹ nhàng, dễ dàng. Nó cũng là vô cùng là chắc chắn cái này, thế nó rất là chắc. Đấy. Cực kỳ chắc chắn luôn, rất là khỏe. Đây là vì đây là thiết kế của những cái thế hệ xe về sau, đời sau rồi. Cho nên là người ta có những xe Dongben này nó có những thiết kế nó hiện đại hơn, bắt mắt hơn. Và phải thực sự rằng phải nói rằng người Trung Quốc người ta thực dụng hơn. Người ta sản xuất ra những dòng xe mà các bạn có thể thấy là các dòng xe ben rồi xe tải ấy, nó rất là khỏe, nó rất là thực dụng, chở rất nhiều hàng. Thì bây giờ họ sản xuất những cái dòng xe cao cấp hơn như thế này thì nó cũng mang cái tính thực dụng như thế. Người Nhật người ta đi về cái mảng tiết kiệm, người ta đi về cái mảng là tiết kiệm môi trường, nên là xe của người Nhật người ta rất nhỏ, rất gọn, người ta không to cồng kềnh. Thế nhưng mà ở Việt Nam mình thường xuyên chở hàng cồng kềnh và tâm lý của người tiêu dùng Việt Nam mình là rất là tham. Xe chở được 5 tạ thì phải muốn cõng được thành 7 tạ. Hôm trước tôi có tiếp một khách hàng rồi, xe này chở lên đến tầm khoảng 75-80 thùng hàng rồi, nhưng mà người ta vẫn muốn là nó phải chở được đến 100 thùng hàng cơ. Trong cùng phân khúc, đây là con xe này tải van mà có cái khối lượng hàng hóa
nhỏ nhất và cái khoang hàng nhỏ nhất. Bên cạnh nó cùng với cái tầm tiền thì là con này là con mà có cái khoang hàng rộng nhất và chở và có tải trọng, thì tải trọng của nó bây giờ là 930 cân, tương đối là cao trong cùng phân khúc. Cụ thể cái khoang hàng của con này nó dài từ trong kia ra ngoài này lọc lòng thùng nhá là 2m2, rộng 1m4 và cao 1m3. Tính khối lượng ra, tính khối ra nó rơi vào tầm khoảng 4,2 khối. Còn con su này, nó rộng dài từ trong kia ra ngoài này là 1m7, rộng 1m2, cao 1m2. Tính ra nó rơi vào tầm khoảng 2,7 khối. Tôi so sánh như hai dòng sản phẩm này, một con nhỏ nhất với một con lớn nhất, tùy vào cái hàng hóa của các bạn thôi, nhu cầu hàng hóa của các bạn, chở hàng của các bạn để mà các bạn lựa chọn hai giữa hai sản phẩm này. Với cái tầm tiền thì hiện tại bây giờ nó chênh nhau không nhiều giữa con xe Suzuki và con Dongfeng này, chênh nhau không nhiều, nhưng quan trọng nhất là cái hàng hóa các bạn có phù hợp hay không. Nếu mà các bạn hàng nhỏ gọn, thường xuyên đi vào phố đường hẹp thì lấy con Suzuki là hợp lý. Còn nếu mà các bạn chở hàng cồng kềnh, các hàng của các bạn cần độ cái thùng rộng hơn, rồi nhiều thứ hơn, nhiều tiện ích hơn, rồi đi ở những cái cung đường mà nó không quá là chật thì các bạn nên lấy con này phù hợp. Tại vì nó là xe tàu nhưng mà chất lượng nó không hề tàu thế nào cả, chất lượng nó tương đối là ổn định. Cái sàn này của nó, sàn từ năm 2018, con này nó được thêm một lớp sàn này là gọi là sàn hợp kim nhôm dập nhám. Tức là tổng cái lớp sàn của con này nó lên đến tầm 5 lớp, bên dưới có một lớp thép, tiếp theo là một lớp đệm mút, lớp da, rồi một lớp cách nhiệt, rồi mới đến một lớp này nữa, là tổng nó là 5 lớp. Cho nên là cái độ cách âm của cái khi mà tiếng lốp nó dội lên cabin thì là nó cách âm tốt hơn so với cả con Berlin Van này. Con Berlin Van này chỉ duy nhất có một lớp thôi, một lớp sàn, con này nó gọi là sàn tôn này. Duy nhất một lớp sàn tôn này nó tương đối là dày. Thế nhưng mà dày thì dày nhưng mà nó không thể nào mà cách âm tốt được như con này. Cộng với thứ hai nữa là lốp của nó là lốp có xăm, cho nên là cái tiếng rội từ lốp lên cabin nó sẽ rất là to, nó không được êm ái như lốp không xăm này. Nhưng mà bù lại thì cái khả năng chở hàng của nó tương đối là cứng, nó không có cái độ rọ rẹo của cái lốp không xăm mà mang lại. Đấy là cái khoang hàng quan trọng nhất của một con xe. Còn một chi tiết nữa mà con Berlin Van nó tương đối là tốt, đấy là cái trần này này. Các bạn nhìn thấy cái trần của nó, trần giả da tương đối là sạch, để mà chở hàng thì nó rất là sạch, nó có cả cái ô lỗ thoáng này. Nhưng mà nó có những cái khe như này, nếu mà bụi mà bám vào khe này thì thực sự tôi cũng chưa có phương án để vệ sinh. Còn sang bên con Dongfeng này, các bạn nhìn thấy này, nó là trần nỉ, nó trần nỉ lông thì nó cũng rất nhanh dễ bám bẩn. Thế nhưng được cái là thiết kế nó rất là hay, nó phủ kín xuống này, bụi rất khó bám, cho nên là cũng dễ dàng giữ vệ sinh hơn so với cả con Berlin Van kia. Bây giờ chúng ta sẽ lên cabin. Cabin nó thực sự là hai cái khác biệt giữa một cái như kiểu là thời đổ đồng với cả một thời đổ đá. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Chúng ta đang ở trong cabin của một con của con X30. Nó được thiết kế về sau nên là vô cùng hiện đại. Nhìn các bạn nhìn nó sang trọng, không khác gì những cái xe du lịch hạng sang đàng hoàng. Ngồi tương đối là thoải mái. Tôi cao 1m85, ngồi như thế này chân tay cũng để nó rất là thoải mái. Côn số rồi từ những cái thiết kế của cần số này rất là đẹp. Được mạ chrome này. Điều hòa thì đây là tích hợp sẵn điều hòa hai chiều theo xe rồi. Có rất nhiều video tôi đã giới thiệu rồi, vô lăng rồi vô lăng ba chấu được bơm còi đa điểm. Đấy, nó vô cùng thuận tiện. Trên đồng hồ táp lô này nó thể hiện những cái thông số nó hơn hẳn so với cả con Berlin Van. Đây là thông số của con đấy, các bạn có đồng hồ công tơ mét này, báo xăng này, báo nhiệt này, báo ODO này, số km đi được này, chip này, và có cả quan trọng nhất là cái đồng hồ vòng tua này. Tôi đánh giá của một con xe tải thường thường là tôi thích phải có đồng hồ vòng tua này để các bạn biết rằng cái vòng tua máy đang ở đâu. Nó không phải là dựa vào kinh nghiệm nghe tiếng máy gào hay không gào để chúng ta dừng lại, chúng ta nhả chân ga. Chúng ta chỉ nhìn thông số chúng ta có thể đi được, cho nên là bác tài mới như bác tài cũ cũng sử dụng được, bảo vệ động cơ tốt hơn. Và mọi các cái chi tiết này, điều hòa rồi các cái vân ốp giả vân gỗ này, mọi thứ nó rộng rãi hơn. Tại vì con này nó dài hơn hẳn 1 mét so với cả con kia, nó nhiều thứ để bày vẽ hơn so với cả con Berlin Van. Bây giờ chúng ta sang xem con Berlin Van. Nếu đứng ở bên ngoài các bạn nhìn thấy con Berlin Van này, mà thực sự là tôi trước kia mà chưa tiếp xúc với con này thì tôi đứng ở bên ngoài tôi nhìn những người mà lái ở trên ngồi trong con cabin của con Berlin Van này, con su cóc này, thì tôi thấy nó rất là khổ. Một là các bác không có điều hòa, các bác phải đặt cả một cái quạt cóc ở đây này. Nên là tôi cứ nghĩ rằng là chính vì đặt quạt cóc ở đấy nên là gọi con này là con su cóc. Nhìn nó cảm giác nó chật chội, nhìn nó khổ sở rồi. Nhưng mà thực tế ra đây hôm nay tôi ngồi ở trên con cabin con này. Đây các bạn nhìn thấy không? Tương đối là thoải mái, cũng không kém gì con X30 đâu. Ghế thì đến thời đời 2020 này thì cũng có thể điều chỉnh lên xuống được rồi, nó không phải nằm chết một chỗ. Cộng với thứ hai là cũng có thể bật ngả. Đấy.
đấy, có thể bật ngả. Mà cộng với là đã được bọc ghế da, nó hơn con X30 cái là nó được bọc ghế da rồi, nó cũng hơi cong cong ôm người. Thế là chỉ là hai cái thay đổi duy nhất về ghế rồi, còn lại là nó vẫn không khác gì của cách đây 20 năm. Nó vẫn bằng đấy thứ, còi vẫn nằm tít trên này cơ. Ở đây không bấm được còi, nó phải thò tay lên trên này mà bấm. Không có điều hòa. Và thực sự ra thì tôi chưa trèo lên con này nhiều thôi. Thế nhưng mà các bác mà tôi tiếp xúc với các bác lái xe này nhiều rồi, thì các bác nói rằng là không nên lắp điều hòa ở con này. Thì thực sự ra là khoang động cơ của nó rất là nhỏ, chỉ lắp được những cái lốc điều hòa nhỏ, công suất nó không đủ mát. Cộng cái thứ hai nữa là cái máy của nó chỉ là 0.97, cho nên để nó lai thêm một lốc điều hòa nữa thì thực sự ra là nó là yếu. Cho nên là các bác phải không nên dùng điều hòa, mà các bác nên chịu khó mất mấy tháng trời nắng, các bác đặt cái quạt cóc ở đây cho nó đúng theo cái tên gọi của nó là su cóc, để cho nó giải nhiệt ở trong cái trời nắng. Còn đến bắt đầu mùa thu và đầu đông như thế này rồi thì không, cái việc mà có điều hòa hay không điều hòa nó lại không quan trọng nữa. Trên mặt đồng hồ táp lô nó hiển thị một cái thông số nó vô cùng là sơ sài, và nó thực sự như theo tôi đánh giá là nó phải thiếu thông số. Đấy là nó chỉ có một cái là đồng hồ công tơ mét này, báo xăng này, báo nhiệt này, đơn giản vậy thôi, nó không có đồng hồ vòng tua. Cho nên là các bác phải đi phải để ý tiếng máy, khi mà thấy nó gào thì phải nhả chân ga ra chứ đừng có dí nữa, nó mà cái động cơ nó nói là xe máy Nhật mà các bạn không biết sử dụng thì nó cũng nhanh hỏng còn hơn cả máy tàu. Cho nên là cái đấy là cái thông số thiếu. Đối với các bác tài có kinh nghiệm thì không sao, nhưng mà đối với những người mới lái thì thực sự cái không có thông số vòng tua thì là một cái thiếu sót trong cái khâu thiết kế. Nhưng mà người Nhật chắc là người ta cũng rất lâu nữa người ta mới thay đổi được cái thiết kế này. Nhưng mà các bạn để ý rằng người Nhật thì người ta có một cái đặc điểm đấy là người ta tối ưu không gian cực tốt. Đối với không gian nhỏ hẹp này nhưng mà đầy đủ tất cả mọi thứ để cho các bạn sử dụng. Ngồi người ngồi phụ bên này các bạn nhìn ghế rất là to, không khác gì ghế của con X30. Ngồi cũng cực kỳ là thoải mái, không phải đơn giản đâu. Ngồi người 1m75, 1m85 ngồi đây vẫn thoải mái, nhìn không hề khổ sở như kiểu chúng ta đứng ở bên ngoài chúng ta nhìn vào. Nhưng mà nó có một cái, nó mất một cái nhược điểm, đấy là cái phanh tay. Nó hơi, nhìn nó hơi cổ điển, thô sơ, và khi mà thao tác thì thực sự là nó cũng hơi vướng rồi này. Các bạn ơi, khỏi này. Thao tác nó không được nhẹ nhàng như ở đây, nó như của con đông ben, nó ở dưới này. Nó thực ra nó là theo cái thiết kế của xe du lịch. Này nó thực ra thì nó đúng là như theo người Nhật người ta đánh giá nó là xe chở hàng. Cho nên là mọi thứ con người chúng ta là phục vụ cho con xe này. Nhiều khách hàng đánh giá rằng con này nó hơi coi thường người lái một chút, tại vì nó không tiện ích để cho người sử dụng nó thoải mái, thì nó hơi kém. Thế nhưng mà đi về chất lượng thì thực sự con này thì nó hơn hẳn so với cả độ bền. Về độ bền rồi cấu hao các thứ thì nó hơn hẳn so với đông ben. Thế nhưng mà để mà chở được hàng thì nó chỉ bằng một nửa cái đông ben thôi. Trên đây thì tôi đã so sánh cũng như là giới thiệu khá là chi tiết những cái gì hơn, những cái gì kém, cái gì được, cái gì chưa được của hai con xe này. Để mà quý vị các bạn nếu mà đang phân vân giữa dòng Berlin Van và Đông Ben thì thực sự là các bạn nên gọi liên hệ trực tiếp với tôi, hotline 24/7 để tư vấn cho quý vị các bạn. Tôi sẽ có 18 điểm khác biệt giữa hai con xe này để phân tích cho các bạn nghe cơ, chứ không phải chỉ đơn giản là những cái mà tôi vừa chỉ ra đâu. Quý vị các bạn có ý kiến thắc mắc gì về video này, xin liên hệ trực tiếp hotline với tôi. Tôi trực hotline 24/7. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau.